nói tiếng Việt không? Xin chào, tôi tên là Bạc Trọng Minh. Oh. Xin chào các bạn. Thấy chưa, ghê chưa? À, 안녕하세요, 저는 전단입니다. Ồ, được đấy, được đấy. Được. Qua dịch cho oppa coi. Bữa nay tôi thắng mà. Kính thưa quý vị, không phải là mình mê trai hay gì đó, nhưng mà bây giờ chồng mình kêu là mình đi qua bên kia dịch. Sao xảo tán nước kẹp về qua đi. 오늘 우연치 않게 이렇게 또 세트로 옷을 입은 것 같아요. 또 thực sự mình không có tính toán gì hết á, nhưng mà tự nhiên hôm nay mình tình cờ gặp nhau mà tự nhiên mặc bộ đồ rất là phối đẹp. Xin lỗi. À, à, quý vị biết tại sao là có cái mối lương duyên này là tại vì Harry với lại bạn Min này là sắp sửa ra mắt một bộ phim điện ảnh dễ thương. Ủa vậy là chị không mời anh Thành hả? Ôi, những cái phim mà ngôn tình vớ vẩn không có tham gia mà. À, tại vì người đẹp đã có sẵn rồi thì mời người mập chi cho mệt đúng không? À. Quý vị biết rồi đó, tôi đóng những cái phim mà nó mang cái sự sâu sắc. Dạ của, đúng, của kiểu mấy vai sửa xe đồ đó, nhưng mà người đẹp. Hợp lý. Quý vị biết là trong những dự án phim sắp tới của tôi thì ít khi có mặt Khả Như nữa. Ôi, anh Thành ơi, dạo này anh xinh thẳng ra đó. Con bé thiệt là dễ thương. Bây giờ đây hỏi Oppa sơ sơ nè. How do you feel when first joined to the Vietnamese game show? 일단 이렇게 베트남 방송에 처음으로 방송 출연하게 돼서 굉장히 기쁘고요. Đây là lần đầu tiên thì ông cảm thấy rất là bạn này cảm thấy rất là vui. 다음에는 베트남어를 공부해서 베트남어로 출연할 수 있도록 노력하겠습니다. Lần sau thì nhất định mình phải học tiếng Việt để nói chuyện với các bạn bằng tiếng Việt luôn. Còn bây giờ Chris, dạo này em lấn sân qua game show hơi bị nhiều nha. Dạ đâu có, tại chỗ nào của anh Thành em mới qua thôi. Ủa vậy hả? Dạ. Ơi. Ủa, khéo quá, thằng bé này. Thằng này đẹp trai còn khéo léo nữa thiệt. Carit, Carit, nhặt liêm sỉ lên đi em. Như à? Dạ. Từ đầu chương trình đến giờ em xỉa xói hơi bị nhiều người rồi đó. Dạ, tại vì em đến với chương trình với cái tâm thế rất là ngây thơ. Em thấy cái gì em cũng sẽ thắc mắc bằng cái sự ngây thơ của em ạ. Em giống cô Tâm không mọi người? Em mới là cái đứa cần phải nhặt cái liêm sỉ lên đó. Trời ơi, quá trời đi ha. Tại vì em thử nào mình cũng dễ thương. Ở đây cái người nhõng nhẽo được duy nhất chỉ có thể là anh Vũ Hà thôi. Chào mọi người. Chết rồi, chết rồi. Ủa ghê lắm hả? Anh cũ hơn cái phim trường đó anh Vũ Hà. Game nào cũng thấy hai vợ chồng em đó. Cho nên anh phải tạo điểm nhấn. Thế này thì... Mà nhấn là phải lố. Ủa? Mà không lố thì không phải là anh. Sao? Cảm ơn anh Ngân. Dạ. Nói đẹp quá, em càng ngang càng đẹp rồi cưng. Em, anh bị bốn người kia chặt quá rồi. Anh có tính chặt em không vậy? Chặt gì nổi em. Bữa nay anh với em một team mà. Xong em là sao vậy? Cục trời đó. Là team mà chặt. Mình team rồi đó. Cái tay đề đâu vậy trời? Bậy. Thầy thấy đứng ráp lại hợp. Trời ơi, chưa gì hết trơn là sợ rồi. Anh nè, sao mình phải làm sao nè? Okay, mình phải thoải mái. Ừ đúng rồi, mình phải thoải mái. Thôi, coi kìa. Ok, cứ chơi đi, có gì đâu. Chơi đi. Và bây giờ thưa quý vị, mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu bước. Quên cười cái gì nhỉ? Tại vì em đang chơi game show ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Và em gặp một người Hàn Quốc, em gặp một người hơi tây tây, cái em gặp mình Thái mới. Cái tiếng này là tiếng Anh của Hàn Quốc. Tiếng Anh của Thái nè. Ladies and gentlemen, đợi một chút nữa, we will be back. Bye bye. Trời ơi thiệt á, hai cái người kia làm gì mà tự nhiên chia ra tách ra vậy? Không, bên đây phải có cái nhóm này, nhóm này là thuộc về đây nè. À đúng rồi đây. Thôi vậy. Anh bên kia. Đó. Đúng rồi, chị Hạnh bên này. Còn bên đây đây. Quay gì à? Quay gì nữa? Hình bên em chỗ ngon quá trời. Sao vậy? Sao vậy? Đây này, bên này là team người mẫu. Đâu phải ốm đẹp mới là có cái giá trị đâu. Xin lỗi mấy người. Mập kiếm được những cái bụng như thế này mới là khó. Ủa mà anh Mèo ơi, hôm nay cái tóc của anh là cái concept gì vậy anh? Nó giống như là... ổ quạ. Dạ? Em nói muốn nói là ổ quạ đúng không? Ổ quạ là tổ chim. Tổ chim. Cái anh Hoàng Mèo hiện nay là anh theo xu hướng là... vintage.
tóc bối rối. Tóc bối rối. Dạ vâng. Tại vì con người của anh sẽ theo cái hướng là e thẹn và nhẹ nhàng, e ấp thì tóc cũng phải bối rối. Dạ, anh Hoàng là như vậy thưa quý vị. Cảm ơn em. Còn bên đội kia đây. Sao tụi nó đẹp quá vậy ta? Ai sao cũng đẹp hết trơn, ai cũng đẹp luôn. Ủa em rồi tụi anh sao? Đẹp lạ, đừng có hỏi nữa, khó trả lời anh ơi. Anh là đẹp lạ, độc và lạ. Thì đó, đó. Ra phải được cái gì đó. Còn đây là đẹp quốc tế nè. Đấy. Cái kiểu là bọn em là người mẫu, bọn anh là người mẫu nhí. Người mẫu nhí. Trời ơi. Đẹp mà còn thông minh, nói chuyện hay nữa. Tụi anh sao? Hả? Sao mệt quá? Em mệt ghê, em đã né. Rồi anh cứ hỏi hoài, anh làm em cứ phải nói thẳng, em xấu sàng với anh nè, em thiệt mà ghê. Anh nhìn con gái người ta đi, người ta đẹp, người đẹp nết, người ta còn tử tế nữa kìa. Ở đây sao? Nãy giờ trời em đã biết, em đã im lặng rồi. Nãy giờ tôi nói gì được nha. Trúc ta con gái, ta cũng đẹp, ta có cái nét đẹp riêng của có ta. Kiếm với ai như anh, giờ này nóng gần chết đi bằng áo mùa đông. Ở trong đây hồi nãy nó lạnh, ta nói thiệt muốn teo hết tất cả những gì của cơ thể luôn. Đứa nào nói anh lạnh vậy, đứa nào vậy? Quốc Anh à. Là nó ghét anh đó. anh Thành biết sao, bởi vì Quốc Anh nó giảm cân nên là mỡ nó tiêu thụ đi nên là nó dễ cảm thấy lạnh. Còn... Anh sao? Dạ anh thì trời được ơi, cái sự trời ơi, anh thì mình phải coi lại đấy. Mà anh ơi, em nói thiệt á, Quốc Anh á là một diễn viên quá đẹp trai. Tự nhiên đứng kế bên một người đẹp trai vậy, em cảm thấy giống như là em là sao ta, mỹ nhân anh, hiểu không? Dạ, trời ơi trời. Bình thường qua đây là cái giá trị của em là tới đây nè, đây. Đây, tới đây, em bên đây. Giá trị của em cảm giác là nó tới đây luôn. Tiếp tục chương trình. Em ơi, em đừng đứng gần người ta, đừng dìm hàng anh. Quốc Anh ta vừa đẹp, ta tử tế, ta học thêm, ta bổ sung kiến thức, chứ không phải đụng kiếm chuyện như người ta. Cái gì cũng hỏi ra. Thôi để tụi con nó